Chào các bạn, mình là Vũ Duy Hiếu. Trước hết là các bạn hãy mở nắp đàn lên và chúng ta sẽ sờ vào phím đàn. Đấy, sau khi các bạn chạm phím đàn thấy đều và chúng ta sẽ đánh thử. Đánh thử có thể chỉ một vài nốt thôi. Đấy. Các bạn cảm nhận cái độ đều của lực của các phím xuống. Đấy. Thì nếu một cây đàn có tất cả các phím làm cái lực đánh xuống đều đã, tôi nói đều, thì đấy là cái việc tương tác của tay của chúng ta đối với phím đàn tốt. Khi mà ví dụ như đánh này, thì các bạn thấy là cái hoạt động bên trong này, tất cả các cái búa máy này hoạt động rất là nhanh. Đấy, vậy nên là qua cái thử trên phím này chúng ta biết được cả máy. Sau đó các bạn nên nhìn qua bên trong máy, đấy, vuốt qua nhẹ các đầu búa, thấy là còn chắc tất cả các cái dây co, các thứ còn. Đấy, và một cái nữa mà chúng ta nhìn bằng mắt nhưng mà khó mà xác định được, đó là cái chốt pin này. Nhưng các bạn phải cảm quan thấy ngay được là các cái chốt pin này không có cái nào thò thụt. Đấy. Tự nhiên thấy có một cái pin to hơn hẳn, hoặc một cái pin bị lún sâu vào. Đấy. Hoặc một cái pin bị quấn rất là nhiều dây vào. Đấy. Thì các bạn phải loại luôn cây đàn đó và chúng ta xem cây khác. Đấy. Và một cái yếu tố nữa là chúng ta để ý là đến cái sao bót của cây đàn. Đấy. Xem cái sao bót, nếu như thấy cái sao bót của nó liền, không bị nứt vỡ. Đấy, các bạn có thể gõ nhẹ ở các phần này. Đấy. Và thấy là cái cộng hưởng của nó tốt, các cái cột trống tốt vân vân, thì đấy là những cái tiêu chí đầu tiên để chúng ta chốt lại là có nên mua cây đàn này không. Hiếu rất vui được chia sẻ với các bạn về một cây đàn của Piano Art của Music Line khi cung cấp đến các bạn, thì sẽ qua những khâu công đoạn cơ bản các bạn hình dung như thế nào. Vâng, trước hết là khâu chọn đàn từ bên Nhật Bản do tôi đích thân, vâng, tôi đích thân đứng lên để chọn. Và những cây đàn mà tôi chọn từ bên Nhật Bản thì luôn luôn được những cái tiêu chí rất là cao. Và bên Nhật thì họ cũng luôn ghi nhận tôi là một nghệ sĩ, một nhà giáo trong công việc xây dựng cái chuyện là phát triển môn nghệ thuật piano ở Việt Nam. Và như các bạn thấy rằng là những cây đàn mà tôi chọn bao giờ tiêu chí sao bót cũng phải là A trở lên, pin phải là A trở lên. Đấy. Thường body có thể là B. Đấy, vì body chúng ta không quá nặng quan trọng, vì body mà cao hơn thì sẽ đắt hơn. Vâng, thế và action thì tôi cũng phải chọn tối thiểu là B cộng, còn đa số là A, key cũng từ B cộng trở lên, tối thiểu như vậy. Với tiêu chí lựa chọn như vậy nên rằng là bản thân cây đàn khi trước khi chuyển về Việt Nam nó đã rất là tốt rồi. Tôi muốn nói là chúng ta phải có một cái gốc tốt như vậy. Đấy. Thì khi chuyển về đến Việt Nam này thì mỗi một cây đàn của chúng tôi là được bảo dưỡng và gọi là cân chỉnh lại. Hầu hết tất cả những cây đàn của Piano Art chúng tôi khi cung cấp đến các bạn thì gần như không bao giờ có cái sự hồi âm là có những cái linh kiện hay có những cái vật dụng nào đó ở trong cây đàn mà nó bị có vấn đề gì đó. Các bạn cũng thấy là khác với nhiều đơn vị khác, đó là chúng tôi dùng nguyên một chiếc xe Ford Transit và hoán cải để trở thành một chiếc xe tải có thể đi bất cứ giờ nào, nhưng đồng thời nữa là để bảo quản cây đàn của các bạn tốt nhất từ nơi chúng tôi trưng bày đàn cho đến về đến nhà các bạn. Và tôi tin rằng là chúng tôi cố gắng xây dựng và cố gắng phát triển để có một Piano Art, có một nơi mà là một niềm tin của tất cả các bạn khi đến với âm nhạc nói chung và đến với cây đàn piano nói riêng. Các bạn hãy dùng, hãy cảm nhận và từ đó xây dựng một niềm tin. Và khi các bạn đã tin, hãy nói cho mọi người biết Piano Art là như thế nào. Cảm ơn các bạn.